Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Thần Hóng Lazada. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn người cách kho cá ngon bằng cái nồi kho đặt tường, cái nồi nấu chậm này này. Cái này trước mình có mua cái nồi này khoảng 185.000 thì phải. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kho cá ngon nhé. Cá này như là cá chám thì phải, cho em mới chép thì mới rõ. Rồi, ok. Rồi phần nguyên liệu thì các bạn phải chuẩn bị cho mình cá nhé. Cá thì nếu mà mọi người ăn thường người ta hay kho cá mà kho cá chám, chép, trôi. Đó. Thì khi mà mua cá thì anh em chọn nếu mà tươi ấy, tốt nhất là chọn những cái con nào bụng nó như này. Chứ đừng chọn những con bụng nó phình như này, những con bụng phình như này thường nó ăn cái cám tăng trọng ấy. Cái cá người ta nuôi thì nó rất là béo, nó phồng phồng như này, nên chọn những con cá mình nó kiểu nó song song, nó thon thon này, cho nên đừng chọn những con cá bụng phình nhá. Nhiều người từng cá chửa ngon nhưng không phải đâu, nó ăn nhiều cám nó thế đấy. Rồi đây là mình có 5 khúc. Rồi cá thì các bạn chuẩn bị cho mình giềng, sả. Rồi đầu tiên là cách sơ chế cá này. Cá này thì người ta đã chặt sẵn cho mình rồi, còn nếu mà bình thường thì mình sẽ phải cắt khía. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khử lý mùi tanh của cá này nhé. Rồi cá nào thế thôi thì nó đều tanh mọi người ạ. Cách sơ chế cá thì có hai cách để khử mùi tanh của cá nhé. Cách thứ nhất là mình sẽ dùng lá cái trà xanh ấy, cái trà chè cũng được, mình đun lên. Sau đó mình sẽ hòa nước muối và nước trà, mình thả cá vào ngâm khoảng 30 phút. Ở đây thì mình không có trà ấy, mình sẽ sử dụng là rượu. Rượu này là rượu so-tru rồi. Và muối. Mình sẽ bóp qua cái cá này nhé. Các bạn cũng có thể ngâm được. Đây mình sẽ bóp để khử cái mùi tanh của cá này và cái da cá. Rồi mình sẽ cho rượu vào. Rồi. Cái rượu này thì nó rất dễ là bay hơi nên các bạn không phải ngâm nước nhé. Rồi anh em và mọi người bóp qua con cá đi này. Nếu mà cá ở trong cái bụng nó có mình đen các bạn bóc hết đi nhá, nó nhớt, nó cũng tanh. Cái này rượu lúc nó sẽ bay hết hơi mà. Rồi. Mình lăn qua cái phần da của nó cho nó đỡ tanh này. Rồi mình sẽ ngâm khoảng một tí 5 phút nữa nhé. Rồi tiếp theo là mình sẽ phần sơ chế phần riêng. Riêng thì các bạn có thể mua cái riêng người ta xay rồi, nhưng mình vẫn thích là cái cá kho mình sẽ phải dùng cái nghiền lát này. Tại vì cái gừng củ này, cái riêng củ này, sau đó mình sẽ cắt lát mình để dưới nồi nó không bị cháy cá nhá. Nên là phải dùng cái riêng củ này. Mình sẽ thái lát đây. Thứ là thái lát khoảng 1 xăng nữa. Bây giờ thấy lát to. Rồi. Lát còn to tốt nhé. Rồi. Thế là đủ này. Rồi mình sẽ xếp luôn vào nồi nhé. Bây giờ cho mọi người xem cái nồi đặt tường này. Cái nồi đặt tường này bao giờ nó có 3 chế độ là nấu thấp này, nấu nhanh và nấu auto này. Thường mình tiết kiệm thời gian mình đặt để mức 2 này thì nấu trong vòng kho cá mình sẽ kho trong vòng 2 tiếng, 2 đến 3 tiếng tùy mọi người đó. Còn để nấu chậm này thì mình sẽ nấu mất 6 tiếng đó. Bây giờ để mức 2 này đó. Còn auto thì mình không để nhá. Rồi đấy, mình đã rửa qua cái lòng nồi rồi. Cái nồi này là nồi bằng cái lõi bằng như kiểu là lõi nhỉ, sứ à quên, lõi đất ấy đó, giống kiểu cái nồi đất kho tộ các kiểu ấy. Đó đấy, trong inox. Rồi bây giờ mình sẽ thả cái giềng vào nhá. Các bạn thả giềng sao cho nó để nó tạo ra một cái lớp cách với cái cá ấy. Để cho cá nó không bị dính vào cái đáy nồi, nó không bị sát nhá. Đấy, miếng này thôi. Đó. Mình có thể cho thêm, mình sẽ cho thêm ít nữa. Cái này nó hơi ít. Đó. Rồi đây thì mình cũng cho cả sả nhá. Sả thì mình cũng đập dập, cắt khoảng 2 cm như này. Mình xếp cũng này này. Nhớ phải đập dập. Mình tách ra nhá. Sả mình cố gắng đấy, xong mình tách ra thì nó mới thơm được. Rồi các bạn tách cái này ra chịu khó này. Rồi có nước hàng thì mình dùng cái chén chảo này và cho đường. Rồi mọi người lưu ý nhá, tỷ lệ đường này các bạn cứ cho khoảng 3 thìa này, mình cho 4 thìa nhá. Đó, tầm lấy đường này, tại vì cá nó sẽ nhiều. Rồi nhiều bạn là sẽ cô nước đường bằng cách là để cho nó đổ nước vào nhá, đổ nước vào rất là lâu, để thẳng như này này thì nó sẽ cô nhanh hơn. Mình để nhiệt độ 1000 độ nhá. Đó, đợi tí đường nó thả bắt đầu nó keo lại này. Rồi mình đảo đều tay. Rồi đường bắt đầu tan chảy rồi này. Chắc mình cho thêm đường hơi ít. Đánh đều tay nhé, không nó bị lại đường nhé. Rồi mình sẽ cô khi nào nó chuyển sang màu vàng. Đều ngay. Đen một tí nữa nhé, để cho nó đẹp. Rồi, đây là tắt bếp này. Rồi mình sẽ bắt đầu mình cho nước và cho, nhớ là cho ít bột thôi nhá. Đó. Mình sẽ đun nước sôi nhá. Rồi nó chậm vào bây giờ mình đun nước sôi trước ấy. Đây các bạn đổ này nước cho mình. Đun sôi. Các cái quả từ đậu ù này. Rồi mình sẽ nêm luôn gia vị nhé, chứ tí nữa mình sẽ không đảo được gia vị đâu. Các bạn cho khoảng 1 muỗng, nếu mà 1 cốc cá thì mình cho khoảng 2 muỗng này. Rồi cho một ít hạt nêm của nó. Chờ cái dung dịch này nó sôi lên lại nhé. Rồi cái cá này mình sẽ rửa lại qua bằng nước sạch nhá, sau đó sẽ xếp vào cái nồi này nhá, để chúng ta sẽ đầu sẽ thả nước dùng vào. Rồi mình sẽ xếp cá vào nhá. Cái nồi này thì phải đun nhiều nước này. Cái này thì sẽ phải nó dựng đứng nó lên đấy. Rồi nó hơi bé rồi. Tí mình sẽ đổ nước sao cho nó xâm xấp hết cái lòng cá này nhá, thì nó mới ngon được. Đây mình xếp cá như này nhá. Rồi chờ nước dùng sôi. Rồi nước dùng sôi rồi. Mình sẽ máy cho tan hết gia vị như này. Rồi mình sẽ đổ cái này vào cái lòng cá nhá. Đây. Mình lưu ý là phải đổ cái nước dùng này nó phải xâm xấp cá như này mới được nhá. Ngập tràn này là càng tốt này. Rồi mình sẽ cắm điện. Đậy nắp vào này. Quay cái mặt công tắc ra này. Rồi theo một lưu ý các bạn dùng cái nồi đặt tường này, cái dây của nó rất là ngắn nhá. Mình sẽ phải cắm cái chỗ nào nó gần ổ điện một chút. Đây ví dụ đây mình cắm chỗ này. Đó. Rồi mình để ở cái mức 2 này. Đây mình để ở mức 2 này. Đây thì nướng nữa. Đây hai đấy chứ để về ô tô rồi. Nó sẽ lên đỏ như này. Mình sẽ nấu trong vòng là 2 đến 3 tiếng nhá. Phải chờ thôi. Bây giờ cũng chả phải làm gì. Đấy cứ để đây thì nó sẽ, nó cũng không phải dở riết gì. Cứ để nó tự sôi là tí nó cũng sủi ụp lên là 2 tiếng mình có món cá thơm ngon rồi. Đó. Rồi, như vậy Ring đã được tầm khoảng là 3 tiếng rồi. Chúng ta xem cá nó sẽ như nào nhé. Được cái là cái nồi này khi mình nung ấy, khi mình đun ninh ấy, thì nó chín từ từ, nó cũng không tốn điện lắm. Nên cái nắp này mình vẫn có thể dùng tay nhé, không phải lót đây này. Wow. Đây. Đây. Sau thành quả hơn 3 tiếng này, cái này thì nó vẫn chưa cạn nước đâu mọi người ạ, vẫn còn khá nhiều nước nhá. Nhưng mà cá nó lên màu rất là đẹp rồi. Cái này tí nữa ăn mình chỉ thả rắc ít hành đây là được. Cái cá này rồi. Đây là chín rồi nhá. Mình cũng không phải dở đâu, tại vì cá nó ngập nước ấy. Đó, đây mình lấy cái đũa. Đây xem thành quả này. Đây. Chín rồi nhá, nó phồng lên này đúng rồi. Đến cái miếng này, cái đoạn này nó không ấy nước thì mình sẽ thử mình thử dở. Đấy. Đấy, mình có thể nó khéo mình có thể đảo nhá. Ngồi này mình có thể đảo bình thường. Đây. Đấy. Đây là chín đã được rồi nhá. Còn khá nhiều nước nhỉ. Xả thêm ở dưới không giờ sẽ cháy gá nhé. Có thể là rửa mặt lại này. Đấy, cá nó chín nó sẽ vàng như này. Cũng này mọi người thích mọi người cũng có thể chở này. Không sợ nát nhé. Đó, không sợ nát luôn. Ngon lắm. Thế là ăn được rồi đấy. Nhưng mà mình thấy nó vẫn không, nó cũng không cạn nước mấy mọi người. Mà rất là dừ. Cái nồi này đặc tính của nó không bị cạn nước nhá. Đó, nó dừ mà nó không bị cạn nước, đấy chính là ưu điểm của cái nồi này. Nhưng mà kho cá mà nó ngập nước như này thì cũng gì phết nhỉ. Để sẽ lại vào nhá. Cái này là ăn được rồi đấy mọi người. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay mình nghĩ các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Đó, thế là ăn được rồi.